Thời tiết nắng nóng đang bao trùm nhiều khu vực ở Nam Á, trong đó Ấn Độ có nhiều bang nhiệt độ lên tới 42 độ C. Và trước tình trạng này thì người dân đã nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp để có thể giải nhiệt. Các quầy kem và đồ uống ướp lạnh đã ghi nhận lượng khách hàng tăng cao. Một số người khác thì tìm đến các biện pháp che chắn. Nắng nóng gay gắt đang gây lo ngại về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp trong cuộc tổng tuyển cử đang diễn ra tại Ấn Độ.